Thiên Hoàng mời các bạn nghe tiếp phần 4, Cuộc chiến bí mật. Đầu năm 1962, CIA bắt đầu tổ chức lực lượng dân sự chiến đấu, tuyển mộ thanh niên người dân tộc, tổ chức thành những đại đội vũ trang đối đầu với quân giải phóng miền Nam Việt Nam. CIA sử dụng quân mũ nồi xanh huấn luyện cho lực lượng dân sự chiến đấu để trà trộn hay cài cắm người vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt khác, Sở Khai thác Địa hình Phủ Tổng thống cũng gửi người đến hai trung tâm hỗ trợ huấn luyện. Đến tháng 7, 62, cơ quan CIA đã có thể bàn giao chương trình dân sự chiến đấu cho quân đội Sài Gòn. Việc bàn giao bắt đầu bằng kế hoạch trở lại, sẽ hoàn tất trong vòng một năm và được triển khai đồng thời với những hành động xâm nhập, phá hoại trên lãnh thổ Bắc Việt. Vì lẽ đó, kế hoạch trở lại còn có tên gọi là kế hoạch 3463. Tháng 11, 63, Hải quân Mỹ gửi toán biệt kích biển sang Nam Việt Nam huấn luyện về chiến thuật hành quân biệt kích ở Đà Nẵng. Hai tháng sau, toán biệt kích mũ nồi xanh từ Okinawa cũng đến huấn luyện cho lực lượng dân sự chiến đấu tại căn cứ mới của CIA tại Long Thành, cách Sài Gòn khoảng 22 km về hướng Tây. Căn cứ này có tên là Trại Quyết Thắng, sẽ dần thay thế cho căn cứ Thủ Đức. Trước khi lập căn cứ ở Long Thành, tất cả những biệt kích tham dự các kế hoạch xâm nhập Bắc Việt đều do CIA huấn luyện trong những mật cứ rải rác ở khắp Sài Gòn. Trên phương diện lý thuyết, nguyên tắc này có vẻ đảm bảo bí mật, vì các toán biệt kích đều ăn ở huấn luyện riêng biệt. Căn cứ rộng lớn Long Thành được xem là thực địa lý tưởng cho những khóa huấn luyện kỹ năng phá hoại, sử dụng vũ khí và các loại phương tiện đặc biệt khác. Toán mũ nồi xanh đầu tiên đến căn cứ Long Thành là toán A-413 do Đại úy Clinton Hayer làm trưởng toán. Họ huấn luyện cả điệp viên lẫn biệt kích dù. Tháng 10, 63, toán A-143 được thay thế bởi toán A-211 đến từ Okinawa. Trưởng toán này là Đại úy Lawrence White. Tại Sài Gòn, căn cứ vào kế hoạch trở lại, ngày 1 tháng 4, 63, Sở Khai thác Địa hình đổi tên thành Lực lượng Đặc biệt, một binh chủng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đại tá Lê Quang Tung, Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt, đường quan lộ kết thúc vào ngày 1 tháng 11, 63 bởi các chiến hữu tại Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng Hòa. Sau nhiều biến cố xảy ra vào cuối năm 63, cả hai vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đều bị ám sát. Đầu năm 64, những hoạt động phá hoại trên đều nằm trong kế hoạch 34A. Ngày 3 tháng 2, tướng Nguyễn Khánh được tường trình về kế hoạch 34A. Ông ta có vẻ hài lòng và hứa sẽ yểm trợ. Kế hoạch 34A vẫn được tiếp tục điều chỉnh, mặc dù tình hình chính trị ở Sài Gòn lúc này rất là rối ren. Ngày 24 tháng Giêng, Mỹ thành lập Trung tâm Hành quân Đặc biệt SOG, đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội và Tư lệnh Lực lượng Quân sự Mỹ. Trên lý thuyết, SOG sử dụng chiến thuật chiến tranh ngoại lệ để phá hoại, quấy rối, làm suy yếu nền kinh tế Bắc Việt Nam. Vừa tổ chức xâm nhập, bắt cóc con tin, khai thác tin tức phá hoại, tuyên truyền, thu thập tin tức tình báo và phản gián. Chương trình hoạt động của SOG bao gồm 4 hình thức. Một là những trận tập kích bất ngờ, hai là tập kích, phá hoại những căn cứ, nhà máy quốc phòng và dân sự. Ba là tổ chức những cuộc hành quân từ cấp đại đội đến tiểu đoàn vào lãnh thổ miền Bắc, phá hoại những căn cứ, cơ xưởng, nhà máy lớn ở miền Bắc. Bốn là có thể sử dụng không lực, đánh phá, làm suy sụp nền kinh tế Bắc Việt. Căn cứ vào nhiệm vụ cho phép, SOG tiến hành giai đoạn 1 từ 2 tháng 5 1964, tất cả gồm 33 mục tiêu, trong đó có 22 trận tập kích phá hoại. Chỉ huy trưởng đầu tiên của SOG là Đại tá Clyde Russell, cựu trung đoàn trưởng một trung đoàn thuộc Sư đoàn Dù 82, nguyên là liên đoàn trưởng của lực lượng đặc biệt. CIA đã bàn giao cho SOG tất cả những gì họ đã xây dựng được, kể cả những chiếc tàu Swift, PTF,
cho đến các toán biệt kích biển cùng phi hành đoàn Đài Loan cho Bộ Tư lệnh Lực lượng Dù và căn cứ Long Thành. Trên những cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực được CIA giao cho, Bộ Chỉ huy SOG tiếp tục những hoạt động xâm nhập miền Bắc. Ngày 23 tháng 4 63, chiếc C-123 chở toán biệt kích gồm 3 người tiếp tục xâm nhập Bắc Việt nhằm tăng cường cho toán Remus. Theo kế hoạch, chiếc C-123 bay tới điểm hẹn là những ngọn đồi gần khu vực Lòng Chảo, Điện Biên Phủ. Phi hành đoàn nhìn thấy đèn hiệu từ dưới đất, bèn bật đèn xanh cho các quân nhân biệt kích nhảy ra khỏi máy bay. Sau đó Remus báo cáo rằng những biệt kích quân đã đáp đất an toàn. Phi vụ đầu tiên của SOG coi như thành công. Hai hôm sau, SOG chuẩn bị cho phi vụ thứ hai. Toán biệt kích mang mật danh Attila, gồm 6 lính Việt Nam, sẽ nhảy dù xuống phía nam tỉnh Nghệ An. Lần này SOG không nhận được báo cáo, coi như toán Attila mất tích. Đến cuối mùa hè 63, SOG thả thêm 8 toán biệt kích ra miền Bắc, trong đó có 3 toán tăng cường cho các toán nằm vùng trước đó mà phòng 45 còn nhận được điện báo cáo. 5 toán khác nhảy dù xuống mục tiêu mới, nhưng chỉ có 1 toán có điện báo cáo về Sài Gòn. Trong khi đó, Washington theo dõi sát các hoạt động của SOG. Nhiều vấn đề về các toán biệt kích nằm vùng ở Bắc Việt được đem ra thảo luận, như tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm. Toán biệt kích Bell hoạt động ở tỉnh Yên Bái đã hơn 1 năm mà không được tái tiếp tế. Trước khi nhận được tiếp tế trong tháng 7, hiệu thính viên toán Bell báo cáo rằng 3 biệt kích quân đã chết vì đói. Toán Easy với trang phục miền Bắc tại căn cứ huấn luyện. Một vấn đề khác nảy sinh trong lãnh đạo chỉ huy, theo điện văn ngày 19 tháng Giêng 63, kế hoạch 34A xâm nhập Bắc Việt có 2 người chỉ huy, một là vị đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, 2 là tư lệnh phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ. Thêm vào đó, SOG chỉ nhận lệnh từ cơ quan phản gián và các dịch vụ đặc biệt ở Washington. Tóm lại, SOG phải xin phép cho mỗi phi vụ xâm nhập, khiến công tác bảo đảm cho từng phi vụ thêm rắc rối, phức tạp. Trước hết, Đại tá Russell, trùm SOG phải gửi chương trình hoạt động lên vị tư lệnh Thái Bình Dương để báo lên Tổng tham mưu trưởng, rồi phải được sự chấp thuận của Đại sứ Mỹ tối thiểu 24 giờ. Trước khi thực thi phi vụ, chưa kể nhiều phi vụ phải được sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ Johnson. Thêm nữa, những chuyên viên cao cấp của CIA đều có quyền gạch bỏ bất cứ kế hoạch nào do SOG soạn thảo mà không có bản thuyết minh chi tiết thuyết phục. Chưa kể những vấn đề nảy sinh mang tính chất nội bộ, SOG luôn than phiền rằng những phi công của hãng Air America không chịu hợp tác, còn các phi công Đài Loan thì từ chối bay tiếp tế cho toán Europe sau vố bị ăn đạn phòng không Bắc Việt. Khi SOG yêu cầu họ tiếp tục bay để tái tiếp tế cho toán Europe, họ liền báo cáo bệnh. Vấn đề chọn mục tiêu xâm nhập cũng rắc rối. Toán Attila trong tháng 4 63 xâm nhập địa bàn tỉnh Nghệ An. Tiếp theo toán Lotus dự kiến xâm nhập lui về phía Bắc, nhưng rốt cuộc cũng lại nhảy dù xuống tỉnh Nghệ An. Toán Scorpion thả dù xuống cùng địa điểm với các toán Bell, Packer, Buffalo. Những toán khác xâm nhập cùng mục tiêu với toán Ruby. Trước thực trạng trên, CIA buộc phải có kế hoạch điều chỉnh và đổ thêm ngân sách huấn luyện. Đến tháng 8 63, tại căn cứ Long Thành đã có 16 toán biệt kích được huấn luyện. Bình quân mỗi toán có quân số từ 11 đến 15 người. Sở khai thác địa hình cung cấp nhân lực tuyển chọn từ các đơn vị của quân đội Sài Gòn, nên phần nào làm cho các toán biệt kích mạnh thêm. SOG nhận được 1 trong 6 chiếc máy bay C-123 cải tiến, cùng 7 phi hành đoàn Đài Loan, cộng 3 phi hành đoàn Nam Việt Nam, tổ chức thành phi hành đoàn số 1 trực thuộc SOG và rời căn cứ ra Nha Trang. Ngày 14 tháng 11, 63, một chiếc máy bay C-123 bay ra không phận miền Bắc, thả toán biệt kích tăng cường cho toán Bell, đang nằm vùng tại địa bàn tỉnh Yên Bái thành công. Trong lúc đó, phi hành đoàn Cò Trắng của Nam Việt Nam
chuẩn bị phi vụ đặc biệt, thả biệt kích xuống phá cầu cấm ở phía bắc thành phố Vinh. Cây cầu quan trọng này dùng cho cả tuyến đường sắt và đường bộ. Nếu bị đánh sập sẽ cản trở việc lưu thông, tiếp tế cho chiến trường miền Nam của Bắc Việt. Theo kế hoạch, sau khi phá sập cầu, toán biệt kích sẽ dùng thuyền bơi ra biển, nơi có lực lượng biệt kích biển đợi sẵn để đưa về miền Nam Việt Nam. Phi vụ này phức tạp hơn hẳn những phi vụ trước. SOG tổ chức toán biệt kích Centaur gồm 33 người, gấp 3 lần những toán trước đây. Chương trình huấn luyện cho Centaur bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 63. 3 tháng sau, SOS điều chỉnh lại mục tiêu. Thay vì tấn công cầu cấm, sẽ chuyển sang dàn radar bên bờ biển. Theo kế hoạch, tàu Nesty chở những biệt kích người nhái ra vịnh Bắc Bộ. Họ sẽ dùng xuồng cao su bơi vào bờ thám thính, sau đó chỉ điểm cho chiếc C máy bay C-123 chở toán biệt kích Centaur nhảy dù xuống tấn công đài radar. Xong nhiệm vụ, tất cả sẽ rút lui bằng thuyền ra tàu Nesty. Ngày N được ấn định là ngày 22 tháng 12, đúng ngày thành lập của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Để chuẩn bị cho cuộc tập kích ngày 10 tháng 12 63, hai chiếc tàu Nesty chở những biệt kích biển ra đậu ngoài khơi vịnh Bắc Bộ. Rồi toán biệt kích biển lại chèo thuyền vào bờ, đợi ra hiệu chỉ điểm cho chiếc C-123 chở toán biệt kích Centaur đang đến theo kế hoạch. Tại sân bay Đà Nẵng, toán biệt kích Centaur gồm 28 người đã lên chiếc C-123 do phi công Hồ Văn Kiệt lái. Không hiểu sao chiếc máy bay C-123 mới cất cánh cách sân bay khoảng 10 km, do bị khuất tầm nhìn vì mây che phủ, đã đâm vào vách núi, không một ai còn sống sót. Phi hành đoàn cò trắng quả là trắng thật, cả một phi hành đoàn bị xóa sổ. Không phải chỉ riêng những toán biệt kích nhảy dù xuống không phận Bắc Việt thất bại, mà cả những trận tập kích trên biển do người nhái thực hiện cũng làm cho SOG mất mặt. Từ tháng 6, 62 đến tháng Giêng, 64, biệt kích biển đã tổ chức 4 trận tập kích, nhưng duy nhất chỉ có một trận là không bị tổn thất. Trưa ngày 15 tháng 2, 64, 4 người nhái trong toán Neptune kiểm tra lại hành trang và lên chiếc Swift. Chiếc tàu lại hướng ra vịnh Bắc Bộ, họ chạy cách xa bờ biển để tránh bị radar phát hiện. Vào lúc 23 giờ, thuyền trưởng người Na Uy cho tàu chạy vào gần bờ. Toán người nhái âm thầm xâm nhập trong màn đêm. Một người trong toán là Vũ Đức Gương, vốn là giáo dân, di cư vào Nam năm 54. Gương là một trong những người nhái đầu tiên do CIA huấn luyện. Anh ta cũng có mặt trong phi vụ 22 tháng 12, 63, từng chứng kiến cảnh chiếc Swift bị tàu Swatow Bắc Việt bắn chìm. Toán người nhái cùng 3 thủy thủ đoàn sẽ dùng xuồng cao su bơi vào bờ. Nhiệm vụ của họ giống như là toán Vulcan trước đây. Xuồng bơi đến cửa sông Danh, toán người nhái bơi vào đặt mìn phá hoại, rồi bơi trở về xuồng. Sau đó chạy ra chiếc Swift tẩu thoát về miền Nam. Một thủy thủ trực máy liên lạc với chiếc Swift đậu ngoài khơi để phòng chuyện bất trắc xảy ra. Kế hoạch sắp đặt sẵn đâu vào đó, nhưng chuyện không may lại xảy ra. Bỗng nhiên gió thổi mạnh, tạo nên những con sóng xô đẩy chiếc xuồng cao su. Khi toán người nhái đang xuống nước, một ngọn sóng lật úp chiếc xuồng. Thế là máy móc đồ đạc trang bị rớt xuống biển hết, trong đó có cả mìn để gắn vào mấy chiếc Swatow. Khi toán cảm tử quân lật được chiếc xuồng trở lại, động cơ và máy truyền tin bị ngấm nước không hoạt động được nữa. Lại không thể gọi chiếc Swift vào cứu, họ chèo xuồng bằng tay trong đêm tối, cố tìm đường trở lại chiếc Swift. Đến gần sáng, chiếc Swift đợi quá lâu nên chạy vào tìm, may gặp được chiếc xuồng cao su, bèn lôi tất cả lên tàu, cứu được toán người nhái cùng 3 thủy thủ đoàn. Ban cố vấn hải quân của SOG đóng tại Đà Nẵng, phải đợi đến đêm không trăng tháng 6 mới tổ chức lại phi vụ khác. Chiều ngày 11 tháng 3 năm 64, toán biệt kích Neptune trở lại cửa sông Danh trên chiếc Swift. Toán trưởng là Nguyễn Văn Nhu, toán phó là Vũ Đức Gương. Hai người nhái khác là Phạm Văn Lý, Vũ Văn Giỏi. Phi vụ thực thi có vẻ đúng theo kịch bản. Chiếc Swift đậu ngoài khơi, xuồng cao su đưa 4 người nhái đến cửa sông Danh, rồi đợi họ quay trở lại. Mặc quần áo lạnh,
đi chân vịt, toán người nhái chia làm hai tổ bơi vào bờ. Hai tổ sẽ gặp nhau tại bến đậu của những chiếc Swatow. Vào đến nơi, Gương và Lý ngoi đầu lên quan sát. Không thấy chiếc Swatow nào hết, cũng không thấy hai người trong tổ kia là Nhu và Giỏi đâu. Theo kế hoạch được quán triệt trước lúc lên đường, Gương và Lý bơi đến bến đậu thứ hai. Họ phải bơi ngược dòng. Gương để ý thấy bình dưỡng khí sẽ không còn đủ oxy để bơi trở lại xuồng cao su, nên đã ra hiệu cho Lý lội lên bờ. Cả hai tháo bình dưỡng khí chân vịt ra, giấu vào bãi sậy để dễ hành động. Bỗng dưng có tiếng hô to, đứng lại. Tiếp theo là ánh đèn pin loang loáng soi khắp nơi, rồi tiếng súng nổ vang. Cả hai liền quay trở lại nơi giấu đồ nhái, nhưng không còn kịp nữa. Trên chiếc xuồng cao su, mấy thủy thủ ngồi chờ cho đến lúc rạng đông. Không còn cách nào hơn, họ phải quay trở lại chiếc Swift, thiếu mất bốn người nhái. Tin tổn thất về đến Đà Nẵng, lần này toán cố vấn hải quân phác họa chương trình, đánh phá mấy cây cầu dọc theo bờ biển miền Bắc. Toán biệt kích biển được chọn ra từ toán biệt kích Cancer, toàn người dân tộc Hờ Mông. Họ ngồi trên xuồng cao su bên hông chiếc Swift hướng về huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Khi chiếc xuồng cao su vào gần đến bờ, hai người ở lại ngoài biển. Vòng A Cầu, Châu Hành Sương bước lên trên cát. Một toán tuần tiễu đi ngang qua, Sương chiếu đèn hiệu ra chỗ xuồng cao su báo nguy. Sau đó cùng với Cầu chạy lúi vào một bụi rậm, hy vọng sau khi toán tuần tiễu đi qua, họ sẽ cho xuồng vào đón. Điều đó không diễn ra như dự đoán. Toán tuần tiễu Bắc Việt trông thấy dấu chân in trên cát và tức khắc mở cuộc săn đuổi. Thấy bị động, chiếc xuồng cao su chạy thẳng ra chiếc Swift và quay trở lại Đà Nẵng, thiếu hai người nhái là Vòng A Cầu và Châu Hành Sương. Hai hôm sau, Ban Cố vấn Hải quân tổ chức một phi vụ khác, dự định phá cầu ở tỉnh Quảng Bình. Theo kế hoạch cũ, 9 người bơi xuồng cao su vào gần bờ, thả toán người nhái. Hai người trong nhóm đi nhầm vào đám ngư dân đánh cá đêm. Thêm lần nữa, chiếc Swift trở lại Đà Nẵng, thiếu mất hai người nhái. Ngày 1 tháng 4 năm 64, lực lượng phòng vệ duyên hải được chính thức thành lập tại Đà Nẵng, đặt dưới quyền chỉ huy của Thiếu tá Ngô Thế Linh. Đơn vị mới này tuyển mộ huấn luyện thêm nhiều toán biệt kích có quân số lên đến 30 người, không như CIA SOG có thể tuyển quân từ quân đội Sài Gòn. Toán Romulus gồm những quân nhân từ binh chủng thủy quân lục chiến, toán Nimbus tuyển từ biệt động quân và lính dù, hai toán khác từ hải quân là toán Vega lấy từ đơn vị tàu biển, toán Athena tuyển từ các hạm đội. Tấn công lên bờ khó thành công, ban cố vấn dự thảo chương trình khác mang mật danh Loki, bắt cóc ngư dân miền Bắc đem đến Cù Lao Chàm ngoài khơi Đà Nẵng cho mặt trận Gươm Thiêng Ái Quốc tuyên truyền. Một ngư dân bị biệt kích bắt mang về giam tại Cù Lao Chàm theo chương trình Loki. SOG hy vọng sau khi nhận tàu Nesty, những trận tập kích phá hoại trên đất liền Bắc Việt có cơ hội thành công hơn. Theo đó, SOG lên kế hoạch sử dụng 26 biệt kích biển bố trí trên 3 chiếc xuồng cao su, sẽ tràn lên bờ bắn phá trong vòng 10 phút rồi rút nhanh. Chuyến kế tiếp, SOG soạn thảo kế hoạch đánh phá cầu trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, xa hơn là những mục tiêu thực hiện trước đây để Bắc Việt khó phán đoán địa điểm tập kích. Ngày 26 tháng 6, 64, SOG cho triển khai vụ tập kích. 7 quân nhân làm nhiệm vụ phá cầu, 22 người khác làm lực lượng bảo vệ cảnh giới. Trận này họ đã giết được 2 người gác cầu và 4 người khác trong lực lượng tuần tra biển. Thanh toán xong mục tiêu, tất cả rút ra xuồng cao su và chạy về chiếc Nesty đang đợi. Sau vụ tập kích thành công tưởng dễ ăn, ban cố vấn tổ chức tấn công quy mô hơn. Họ sử dụng 2 chiếc Nesty, 1 chiếc chở biệt kích, chiếc thứ 2 hộ tống. Mục tiêu trận tập kích này là trạm bơm ở phía bắc Đồng Hới, Quảng Bình. Đêm 30 tháng 6 năm 64, 2 chiếc Nesty xâm nhập hải phận Đồng Hới. Trong lúc 2 chiếc PTF-5 và PTF-6 đợi ngoài khơi,
30 biệt kích biển xuống xuồng cao su ập vào bờ tập kích những mục tiêu đã định. Bị tổn thất hai vụ trong vòng 2 tuần, lần này Bắc Việt đã có kế hoạch đón khách. Khi toán biệt kích biển lên đến bờ, họ được chào đón bằng đủ các loại súng. Thấy vậy, chiếc PTF-5 ngoài khơi phải tăng tốc chạy vào bắn yểm trợ cho toán biệt kích rút lui, nhưng vẫn bị kẹt lại hai người. Ngày 15 tháng 7, biệt kích tiếp tục tập kích vào cửa sông Ron, để lại thêm hai người nữa, chứng tỏ Bắc Việt đã mạnh tay hơn trong việc tiêu diệt các toán biệt kích quân Sài Gòn. Cùng thời điểm trên, phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ nhận được tin tình báo có 10 chiếc SWAT tàu trên đường vào Đồng Hới, 4 chiếc khác đã đến sông Danh để đón lõng bất kỳ toán biệt kích nào xâm nhập hải phận Bắc Việt. Ngày 20 tháng Giêng 65, dưới ánh trăng vằng vặc, một chiếc máy bay C-123 màu xám không phù hiệu cắt ngang không phận phía tây tỉnh Lai Châu, bay vòng trên bầu trời về hướng bắc Lòng Chảo, Điện Biên Phủ. Phi hành đoàn Đài Loan trông thấy lửa đốt sáng trong khu rừng ở dưới đất đúng theo hình dáng đã quy ước. Toán biệt kích 4 người nhảy ra khỏi phi cơ, chiếc C-123 bay qua Lào rồi hướng về Nam Việt Nam. Những biệt kích quân vừa nhảy dù xuống vùng Lai Châu thuộc toán đầu tiên của SOG xâm nhập không phận Bắc Việt trong năm 65, lẽ ra sẽ tăng cường cho toán Remus đã nằm vùng trước đó trong tháng 4 năm 62. Nhưng do tình hình thay đổi, Remus nhận lệnh đổi sang thực thi những phi vụ phá hoại. Thế nhưng trước đây, Remus chỉ được huấn luyện thu thập tin tức tình báo, cộng với không có phương tiện để phá hoại, nên ngày 10 tháng 8 63, SOG tăng cường thêm cho Remus hai sư phụ. Cả hai sư phụ đều là người Tày, nên dễ làm việc với Remus và phù hợp với đặc điểm của toán biệt kích. 3 tháng sau, toán Remus báo cáo đã rải mìn trên trục đường chính về hướng Tây Trang, Tây Nam, Điện Biên Phủ chạy sang Lào. Sau khi CIA bàn giao các toán biệt kích cho SOG trong tháng Giêng 64, thì hoạt động phá hoại là nỗ lực chính của lực lượng biệt kích Sài Gòn trong kế hoạch 34A. Ngày 23 tháng 4, SOG thả thêm 3 biệt kích người Mường xuống tăng cường cho Remus. Trong tháng 8, Remus báo cáo phá sập thêm 2 cầu nữa ở phía Bắc, thung lũng Điện Biên Phủ. SOG hứng khởi thả thêm 4 biệt kích người Mường nữa cho Remus. Trong tháng Giêng năm 1965, SOG dự kiến thả thêm 9 biệt kích quân Việt Nam xuống tăng cường cho Remus. Nhóm này mang theo hỏa tiễn 4.5 inch loại nhỏ, mới chế tạo đem vào chiến trường Việt Nam kiểm nghiệm. Toán Remus được lệnh dùng loại vũ khí mới này bắn phá sân bay Mường Thanh, Điện Biên Phủ. Đây là sân bay được không quân Bắc Việt sử dụng như một căn cứ tiền phương. Ngày 20 tháng Giêng năm 65, 4 biệt kích quân Việt Nam nhảy dù xuống, nhập vào toán Remus. 5 biệt kích quân khác cáo bệnh để khỏi tham dự phi vụ trên. Công điện báo cáo của Remus cho biết, một biệt kích quân bị gãy chân lúc đáp đất, một bị ngã vỡ sọ chết. Vài tháng sau, SOG đổi chủ. Người đứng đầu SOG từng được xem như là một trong những huyền thoại của lực lượng đặc biệt Mỹ, đó là Đại tá Donald Blackburn. Năm 65, không quân Mỹ bắt đầu đánh phá Bắc Việt với chiến dịch Rolling Thunder. Quân Mỹ yêu cầu SOG đánh phá đường mòn Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn đường tiếp tế chuyển quân của Bắc Việt vào chiến trường miền Nam. Để chỉ điểm cho các trận oanh kích, MACV ra lệnh cho SOG tổ chức những toán biệt kích quân Việt Nam do lực lượng biệt kích mũ nổi xanh của Mỹ làm toán trưởng sẽ xâm nhập do thám hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh. Theo đó, những tháng cuối năm 1965, SOG tuyển thêm quân mũ nổi xanh, cùng huấn luyện họ chung với biệt kích quân Việt Nam tại căn cứ Long Thành. Những cuộc hành quân do thám đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Lào có tên là Shining Brass. SOG tiếp tục tuyển mộ thêm lính tình nguyện trong quân đội Sài Gòn như toán Romeo gồm 5 quân nhân lấy từ Sư đoàn Bộ binh 2 và 5 thành viên là dân sự. Toán Romeo có 10 người, từng được huấn luyện hơn 1 năm, có nhiệm vụ do thám đường 103.
chạy dọc theo khu phi quân sự rồi nhập vào hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh. Trong lúc Toán Romeo làm công tác chuẩn bị, SOG tìm phương tiện khác để thả Toán biệt kích. Những phi công Đài Loan lái loại máy bay C-123 chưa phải là hạng nhất. Mặt khác, nếu nhờ trực thăng Air America sẽ mang tiếng. Hơn nữa, SOG là lực lượng thuần túy quân sự chứ không phải CIA. Cuối cùng, SOG quyết định sử dụng loại máy bay trực thăng H-34 của phi đoàn 219 Kinh Bi của quân đội Sài Gòn. Vả lại, những phi công của phi đoàn 219 có nhiều kinh nghiệm thả biệt kích và rất liều mạng, khiến người Mỹ cũng phải thán phục. Thế là 4 chiếc H-34 không phù hiệu được biệt phái ra Nha Trang trong tháng 10 năm 65, thực thi những phi vụ bay cho cuộc hành quân Shining Brass. Phi công Việt Nam đều muốn chứng tỏ khả năng của mình. Trong các phi vụ thả, thu hồi những Toán biệt kích Việt-Mỹ, phi công Việt Nam được người Mỹ xem là loại siêu. Cũng vì vậy, SOG quyết định sử dụng loại trực thăng H-34 chở Toán Romeo xâm nhập không phận Bắc Việt. Sáng ngày 19 tháng 11, theo kế hoạch 34A, 10 biệt kích quân được đưa tới Khe Xanh. Thời điểm đó, nơi này chưa nổi tiếng, mới chỉ là một căn cứ của đơn vị biệt kích nhỏ cách biên giới Việt-Lào 6 km. Cách khu phi quân sự 40 km. 3 giờ chiều, Toán Romeo lên 3 chiếc trực thăng H-34 xuất phát từ Khe Xanh. Chiếc trực thăng đầu có 3 biệt kích quân, 2 sĩ quan SOG, 2 xạ thủ Đại Liên và 1 phi công phụ người Mỹ. Cơ trưởng là Đại úy Nguyễn Phi Hùng, có biệt danh là Mustachio. Số biệt kích còn lại chia đều trên 2 chiếc H-34 khác. Đại úy Phi Hùng dẫn đầu phi đội trực thăng bay về hướng Bắc, khuất dần trong mây, băng qua khu phi quân sự. Đến mục tiêu, phi đội đáp thẳng xuống bãi đáp, thả Toán biệt kích Romeo xuống, rồi bốc lên cao, bay về phía Nam. Chuyến thả biệt kích thành công. Đến đầu năm 66, SOG tin rằng mình có tới 9 Toán biệt kích nằm vùng trên lãnh thổ Bắc Việt, với tổng quân số là 78 người. Hai Toán mới nhất định thả tháng 12 65 tăng cường cho Toán Romeo. Toán Ken gồm 9 biệt kích quân nhảy dù xuống gần đèo Mụ Gia vào tháng 3 1966 đã liên lạc sau khi xâm nhập. Hai Toán này có nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo theo lệnh của Tư lệnh Quân Viễn Chinh Mỹ ở Thái Bình Dương. Ông ta đinh ninh rằng Hà Nội đang cho sửa chữa gấp những con đường dùng để chuyển quân, chi viện vật chất cho chiến trường miền Nam, do đó buộc các Toán biệt kích quân phải đếm số xe vận tải Molotova lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh. SOG nhìn nhận rằng những mệnh lệnh của ông Tư lệnh Quân Viễn Chinh Mỹ ở Thái Bình Dương gửi xuống cho Toán biệt kích đôi khi rất mơ hồ, không rõ ràng. SOG cũng đã nhận thêm loại máy truyền tin mới Delco 5300 thay cho loại máy cũ cồng kềnh là RS-1, phải quay tay. Máy Delco 5300 cũng có thể truyền tín hiệu Morse. Vào thời điểm này, Hà Nội tiếp tục gia tăng hệ thống phòng không, khiến cho các phi công Đài Loan lạnh gáy trong những lần bay thả đồ tiếp tế. Lúc đó có hai Toán cần được tiếp tế. Một là điệp viên Ares xâm nhập khu vực tỉnh Quảng Ninh năm 61. Hai là Toán Eagle gồm 6 người nhảy dù xuống phía tây tỉnh Quảng Ninh vào tháng 6 năm 64. Hai Toán này nằm gần thành phố Hải Phòng, nơi có hỏa lực phòng không rất mạnh. Tháng 2 65, SOG đưa ra kế hoạch thả dù tiếp tế cho Toán Eagle, rồi Eagle sẽ chia cho Ares, gộp thành một chuyến cho cả hai Toán. Kế hoạch bị đình trệ nhiều lần do hệ thống phòng không ở Hải Phòng này có thêm cả tên lửa SAM của Nga. Nghe nói đến tên lửa SAM, những phi công Đài Loan xanh mặt từ chối bay. Thế nhưng, việc tiếp tế cho hai Toán biệt kích vẫn phải thực thi. Để tránh hỏa lực phòng không Bắc Việt, SOG tìm giải pháp khác, dùng loại máy bay có tốc độ nhanh hơn. Lúc này những phi công Việt Nam xem ra được để ý tới. Trong 3 phi hành đoàn được huấn luyện bay với cao độ thấp ở Florida năm 64, có một Toán tử nạn trong lúc huấn luyện, một Toán bỏ cuộc, Toán thứ 3 sau này bị loại vì bay tiếp tế nhiều lần không thành công. Để lấy lại uy tín,
tướng Kỳ đích thân bay chuyến đầu tiên thả biệt kích, cũng là người đầu tiên bay phi vụ oanh kích trong tháng 2 65, rồi cho phép sử dụng đơn vị nổi tiếng nhất của ông ta là phi đoàn chiến thuật 83, có biệt danh Thần Phong, chuyên sử dụng loại máy bay Sky Raider A-1G không mang phù hiệu. Phi đoàn này tập hợp những phi công thượng hạng của không quân quân đội Sài Gòn. Tháng 4 66, một đơn vị A-1G vượt vĩ tuyến 17, bay thẳng đến những ngọn đồi gần đường 103. Khi nhận được tín hiệu của toán Romeo trên mặt đất, viên phi công thả hai quả bom napalm bên trong chứa đồ tiếp liệu cho toán biệt kích theo kế hoạch 34A, gồm quần áo, lương thực, đạn dược. Tiếp theo đến phiên không quân Mỹ tiếp tay, phi đoàn chiến đấu 366 đóng tại phi trường Đà Nẵng sử dụng máy bay phản lực F-4 Phantom thả tiếp tế cho toán Eagle ở phía tây tỉnh Quảng Ninh. Để tránh tổn thất, người Mỹ đã chuẩn bị kỹ hơn. Một phi tuần F-4 tấn công vào một mục tiêu gần đó, rồi hai chiếc F-4 tách ra, bay về hướng khác. Họ bay cách mặt đất chừng 16 mét, rồi trông thấy tín hiệu của toán biệt kích Eagle. Hai phi công thả những trái bom napalm chứa đồ tiếp tế. Toán biệt kích Eagle báo cáo đã nhận đầy đủ đồ tiếp tế. Tiếp theo, đến phiên không quân Mỹ tiếp tay. Phi đoàn chiến đấu 366 đóng tại phi trường Đà Nẵng sử dụng máy bay phản lực F-4 Phantom thả tiếp tế cho toán Eagle ở phía tây tỉnh Quảng Ninh. Để tránh tổn thất, người Mỹ đã chuẩn bị kỹ hơn. Một phi tuần F-4 tấn công vào một mục tiêu gần đó, rồi hai chiếc F-4 tách ra, bay về hướng khác. Họ bay cách mặt đất chừng 16 mét khi trông thấy tín hiệu của toán biệt kích Eagle. Hai phi công thả những trái bom napalm chứa đồ tiếp tế. Toán biệt kích Eagle báo cáo đã nhận đầy đủ đồ tiếp tế. Công bằng mà nói, nhờ những trận oanh kích ở Bắc Việt nên SOG được trang bị loại máy bay C-130 để phục vụ cho những hoạt động bí mật. Trường hợp có máy bay nào bị bắn rơi trên lãnh thổ Bắc Việt, Mỹ sẽ nhận là của không quân Mỹ. Phi hành đoàn C-130 sẽ được huấn luyện đặc biệt trong căn cứ không quân POP thuộc tiểu bang North Carolina. Mùa hè 1966, SOG nhận thêm 4 chiếc máy bay loại MC-130 được gắn thêm râu trước mũi để bốc các toán biệt kích theo kiểu điệp viên James Bond 007. Tháng 10 năm 66, 4 chiếc MC-130 đã đến Nha Trang dưới danh nghĩa phi đoàn vận tải số 314, nhưng họ chỉ nhận lệnh từ SOG. Sau những lần bay thực tập, họ nhận lệnh xâm nhập không phận Bắc Việt, thả truyền đơn và sẵn sàng thực thi những phi vụ đặc biệt. Đêm Noel, họ làm cú đầu tiên, thả hai biệt kích dù xuống tăng cường cho toán Tour Bidian. Cơ trưởng Franklin kể lại, chúng tôi cất cánh từ Nha Trang, bay dọc theo biển, ngang qua Đà Nẵng rồi vào đất liền. Phi hành đoàn gồm hai phi công, một cơ khí viên, hai sĩ quan hoa tiêu và một phi công đồ bản. Khi chiếc máy bay bay đến mục tiêu, cơ trưởng Franklin để ý tìm tín hiệu nhưng không thấy gì hết. Họ bay vòng trở lại, lần này thấy lửa đốt, lên theo hình chữ L, đúng mật hiệu, hai biệt kích quân nhảy ra, chiếc phi cơ vòng lại bay về phương Nam. SOG vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều loại phương tiện để tăng khả năng hoạt động xâm nhập phá hoại. Những phi công Việt Nam lái loại trực thăng H-34 rất có khả năng và đã thành công trong việc thả toán Romeo trước đây. Tuy nhiên, SOG lại thích loại trực thăng CH-3 của không quân Mỹ hơn. Loại máy bay này mới xuất hiện trên chiến trường miền Nam Việt Nam, có khả năng bay nhanh hơn, trọng tải lớn hơn so với các trực thăng H-34. Các bạn vừa nghe xong phần 4, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 5.